Thì Nhung xin kính chào quý khán giả của Việt TV và Radio. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ Năm ngày 30 tháng 9, quý vị đang đến với phần tin Headline News. Và sau đây là tóm tắt những bản tin quan trọng đã diễn ra trong ngày. Bản tin đầu tiên cho biết là Thượng viện Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu vào thứ Năm ngày hôm nay 30 tháng 9 về dự luật chi tiêu khẩn cấp nhằm để ngăn chặn việc đóng cửa chính phủ Hoa Kỳ. Nếu như dự luật được Thượng viện thông qua, Hạ viện có thể nhanh chóng bỏ phiếu để Tổng thống Biden ký thành luật, ngăn việc chính phủ phải đóng cửa một lần nữa trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành. Các chuyên gia nhận định nếu như cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay thất bại hoặc bị trì hoãn, thì chương trình nghị sự của Tổng thống Biden cũng có nguy cơ không thành công do sự chia rẽ trong nội bộ của đảng Dân Chủ của ông. Theo ghi nhận, thì hiện tại bà Nancy Pelosi và ông Chuck Schumer đã tới Tòa Bạch Ốc vào chiều hôm qua 29 tháng 9, sau khi ông Biden hủy chuyến đi tới thành phố Chicago để dẫn đầu các cuộc đàm phán với Quốc hội trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ông Biden cũng đồng thời bị chỉ trích khi tham dự trận đấu bóng chày của Quốc hội trong bối cảnh đang có nhiều khủng hoảng trong nước. Sự chỉ trích đến từ bà Nikki Haley là một cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Cụ thể thì bà này nói rằng ông Biden có thời gian để đến xem trận đấu bóng chày, thế nhưng lại không có thời gian để đặt câu hỏi về Afghanistan hay là nhìn nhận về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở biên giới. Được biết gần đây, bà Haley đã đưa ra suy đoán rằng bà có thể tranh cử tổng thống vào năm 2024. Những người khác cũng được cho là ứng cử viên của tổng thống Hoa Kỳ trong năm 2024, bao gồm thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Ted Cruz, thống đốc của tiểu bang Florida ông Ron DeSantis, cựu ngoại trưởng Mike Pompeo và cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Thưa quý vị, YouTube sẽ ngăn chặn tất cả các nội dung phản đối hoặc là thông tin sai lệch về vaccine COVID-19 trên nền tảng của mình. Và đương nhiên, đây phải là những loại vaccine đã được phê duyệt. Tuyên bố này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày hôm nay thứ Năm 30 tháng 9. Tuyên bố đã khiến cho nhiều người lo ngại rằng công ty sẽ leo thang về kiểm duyệt đối với các quan điểm bất đồng. Cũng theo đại diện của YouTube, thì việc kiểm duyệt sẽ bắt đầu từ vaccine COVID-19 và sau đó thì sẽ đến các loại vaccine khác. Cụ thể như là những nội dung tuyên bố như là vaccine thường gây vô sinh hoặc là gây ra chứng tự kỷ sẽ không được phép xuất hiện trên YouTube. Một người mẹ tại Arizona đã bị bắt sau khi xả súng khiến cho hai đứa con của mình thương vong. Chồng của cô này nói rằng vợ ông ta bị trầm cảm trước khi vụ nổ súng xảy ra. Nạn nhân tử vong được xác định là một bé gái 2 tuổi, đứa con trai 6 tuổi hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng thứ Hai 27 tháng 9. Sau khi bị bắt, cô ta thừa nhận đã bắn cả hai đứa con của mình vì cô muốn chúng lên thiên đường, rằng cô ấy đã lên kế hoạch tự sát sau đó nhưng bất thành. Bị cáo hiện đang bị giam giữ với số tiền tại ngoại hầu tra lên đến 2 triệu Mỹ Kim. Tin tiếp theo cho hay là hàng hóa đã tồn đọng tại cảng Los Angeles đến mức kỷ lục chưa từng có. Số container tồn đọng chờ để được giải quyết tại Long Beach và Los Angeles đã lên đến mức kỷ lục. Nguyên nhân chủ yếu được cho là do thiếu máy móc điều khiển để bốc dỡ hàng hóa, trong bối cảnh việc thiếu xe tải vận chuyển trước đây đã được khắc phục đôi chút. Giới hữu trách cho biết, các container sẽ không còn khoảng trống để chứa hàng nếu như không gia tăng việc đưa hàng hóa đi phân phối. Tình trạng này đang khiến cho các cửa hàng, các siêu thị quan ngại về tính khả thi trong việc phân phối hàng hóa cho người dân trong những ngày sắp tới, mà đặc biệt là trong dịp mua sắm cuối năm. Thưa quý vị, vài triệu chứng có thể kéo dài trong nhiều năm đối với một số người bị nhiễm COVID-19. Một khảo sát trên 270.000 người đã từng nhiễm COVID-19 cho thấy, mặc dù đã hồi phục và có xét nghiệm âm tính với virus Vũ Hán, thế nhưng một vài triệu chứng vẫn có thể kéo dài nhiều năm sau và không bị mất đi, mà đặc biệt là phụ nữ. Trong đó, triệu chứng khó thở, mỏi mệt, đau nhức và lo lắng thường kéo dài sau khi khỏi bệnh. Trong một diễn biến khác, thì dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins cho thấy các ca nhiễm COVID-19 mới hàng ngày hiện đang tập trung ở một số tiểu bang miền Nam của Hoa Kỳ như là Texas, Louisiana, Oklahoma và Arizona. Về tiêm chủng thì hiện Hoa Kỳ có hơn 75% người trên 12 tuổi đã được tiêm ít nhất là một liều vaccine. Trong đó, có khoảng 65% người đã được tiêm chủng đầy đủ. Bản tin cuối cho hay là tình trạng thiếu điện tại Trung Quốc đang ở mức báo động.
Theo đó thì tình trạng mất điện đột ngột ở nhiều khu vực của Trung Quốc đang thúc đẩy một số công ty nước ngoài cân nhắc để đầu tư vào các quốc gia khác. Được biết trong những ngày gần đây, nhiều địa phương của Trung Quốc đã hạn chế sử dụng điện, giảm tải hoặc là thậm chí cho ngừng hoạt động sản xuất của các nhà máy. Các biện pháp hạn chế mới được triển khai trong bối cảnh Trung Quốc phải đối mặt với tình trạng thiếu than để sản xuất điện, trong khi chính quyền địa phương thì phải chịu sức ép về yêu cầu giảm lượng khí thải carbon của chính phủ. Theo ghi nhận, chỉ số sản xuất nội địa trong tam cá nguyệt thứ 3 năm nay của Trung Quốc đang bị đánh giá thấp. Đó là hậu quả của việc các nhà máy ngưng hoạt động như vừa nêu. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Headline News của Đài truyền hình Việt TV và Radio. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp. Xin kính chào.